Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1471 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu quan tự đệ tử Như Hòa Giáo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến Thời gian Ngày 1 tháng 12 Năm 2005 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin xem phẩm Tịnh hạnh thứ 11 Đoạn lớn thứ năm là thích văn Trong phần thích văn Chia thành hai đoạn Tiên trí thủ vấn Cử đức trưng nhân hậu văn thù đáp tiêu đức hiển nhân hai câu này đã bao quát toàn bộ nội dung của phẩm này trước hết chúng ta học tập đoạn thứ nhất kim sơ việc tiên tiêu vấn đáp chi nhân hậu trần sở nghi chi vấn đối với phần kinh văn chép lời hỏi của ngài trí thủ chia thành hai tiểu đoạn đoạn thứ nhất là trước hết giới thiệu người vấn đáp chúng ta xem kinh văn nhĩ thời trí thủ bồ tát vấn văn thù sư lợi bồ tát ngôn câu này nhằm giới thiệu hai vị tôn giả Nói thật ra trí thủ Bồ Tát nêu câu hỏi thầy cho chúng ta Văn thù Bồ Tát giải đáp cho chúng ta Kinh văn hoàn toàn chẳng dài Nhưng nội dung hết sức phong phú Chúng ta hãy xem lời chú giải của Thanh Lương Đại Sư thử nhị bồ tát vị hiển viên tu lịch sự xảo nguyện tất trí vi đạo cô hút chúng ta xem trước đoạn này giáo pháp đại thừa hai vị bồ tát trí thủ và văn thù đều biểu thị trí huệ một vị biểu thị căn bản trí chúng ta thường gọi trí ấy là thật trí tức là trí huệ chân thật một vị biểu thị quyền trí cũng gọi là hậu đắc trí tức là trí huệ chân thật được ứng dụng nơi sự tướng kinh bát nhã thường nói bát nhã vô tri không gì chẳng biết vô tri là căn bản trí không gì chẳng biết là nó khởi tác dụng khi nó khởi tác dụng sẽ là không gì chẳng biết khi chẳng khởi tác dụng sẽ là vô tri nói thật ra định và huệ là cùng một chuyện trong kinh giáo đại tiểu thừa đức thế tôn thường nói nhân giới đắc định nhân định khai huệ chỉ có trí huệ mới có thể hướng dẫn hạnh hướng dẫn bồ tát phá mê khai ngộ chuyển phàm thành thánh phải cậy vào trí huệ chứ định chẳng được định là then chốt chẳng có định lấy đâu ra trí huệ vì thế định và huệ là một thể chúng làm thể và dụng lẫn cho nhau nghĩa là định là thể huệ là tác dụng huệ là thể định là tác dụng dùng làm thể và dụng lẫn nhau Quý vị làm thế nào Thì mới có thể đạt được trí huệ Trì giới Bất luận Là người thượng căn trung căn hay hạ căn Hoặc bậc thượng thượng căn Trong thiền tông Trung Hoa chúng ta thấy lục tổ huệ năng đại sư xác thực là bậc thượng thượng căn trong vạn vạn người khó tìm được một tại trung hoa thầy tôi rất từ bi khi tôi mới học đã nói với tôi trước huệ năng đại sư chẳng thấy có người như vậy mà sau huệ năng đại sư trong một nghìn ba bốn trăm năm cũng chẳng thấy ai đó là bậc thượng thượng căn chúng ta tôn kính kính ngưỡng ngài nhưng chẳng có cách nào học tập theo ngài học chẳng nổi Chúng ta chẳng phải là căn cơ ấy. Bậc thượng thượng căn khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ và tạo tác tự nhiên tương ứng với giới luật. Trong 12 thời, xác thực là người ấy chẳng sanh một vọng niệm vọng niệm còn chẳng có tà niệm càng chẳng có không khởi niệm thì thôi hễ khởi niệm sẽ là chánh niệm tương ứng viên mãn với tánh đức đấy là gì đấy là định cộng giới đạo cộng giới cao nhất là đạo cộng giới nghĩa là trong đạo tự nhiên viên mãn đầy đủ các giới chẳng thể trái phạm bậc thượng thượng căn đắc đạo mà này chúng ta chẳng đắc đạo chẳng đắc đạo thì làm như thế nào tu đạo các ngài đã đắc đạo chúng ta đắc tu đạo tu đạo khởi đầu từ nơi đâu khởi đầu từ giới luật thưa cùng chư vị phẩm kinh này thuộc loại giới luật là đại thừa bồ tát giới này chúng ta cùng nhau học tập rất hoan hỷ có làm được hay không quá khó phải bắt đầu làm từ đâu thưa cùng chư vị đồng học nhất định phải bắt đầu học từ đệ tử quy. dần dần nâng cao thì mới có thể khế nhập cảnh giới tịnh hạnh do vậy tôi khuyên lơn khích lệ các đồng học hãy dùng thời gian một năm bất luận pháp thế gian hay xuất thế gian đều nhấn mạnh chuyên đối với trẻ nhỏ học vỡ lòng sách giáo khoa vỡ lòng là tam tự kinh có câu giáo chi đạo quý dĩ chuyên đấy là giáo học đạo lý giáo học chẳng có gì khác chính là một chữ chuyên chớ nên học tạp chớ nên học nhiều học tạp học nhiều sẽ chẳng thể thành tựu vậy thì làm như thế nào thuở trẻ chúng ta đã sơ sót chẳng vùng quén căn cội hiện thời tuổi đã cao mất gì mới lo sửa chuồng vẫn chẳng coi là trễ phải xem môn công khóa này giống như một pháp môn chủ tu của chúng ta trong giai đoạn hiện tiền đấy mới là đúng kỳ hạn một năm trong thời gian một năm ấy ta có thể nghe kinh có thể niệm phật chẳng trở ngại nhưng đối với khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác hành vi trong cuộc sống nhất định phải dùng đệ tử quy để làm khuôn khổ cho chính mình nghiêm túc thực hiện vì vậy thứ này chẳng phải là để nói chẳng phải là để thuộc lòng mà phải là thực hiện từng chữ từng câu quý vị thực sự có thể làm được quý vị còn có căn cội còn có cơ sở giống như xây nhà quý vị có nền tảng học phật trên cơ sở này học phật là học từ nơi đâu từ thập thiện nghiệp đạo thập thiện nghiệp đạo là cội gốc của phật pháp để tứ quy là cội gốc của nho gia là cội gốc của hiếu đạo. Phật pháp là sư đạo. Sư đạo được kiến lập trên cơ sở hiếu đạo. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Chẳng có hiếu đạo sẽ chẳng có sư đạo. Vì sao hiện thời người học Phật tại gia lẫn xuất gia chẳng làm được thập thiện. Chẳng có thập thiện sẽ chẳng có tam quy ngũ giới những thứ ấy đều là giả quý vị thấy tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất do đức phật đã dạy đối với sự học phật của chúng ta quyết định chớ nên trái nghịch điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp, đó là điều kiện đầu tiên. <laughs> Làm được điều thứ nhất sẽ có thể tiếp tục học tập điều thứ hai. Quý vị thấy điều thứ hai là thọ trì tam quy, trọn đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Tam quy ngũ giới là điều thứ hai. Dùng thập thiện nghiệp đạo làm cơ sở Thập thiện nghiệp đạo dùng đệ tử quy làm cơ sở Đệ tử quy nói những gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng Chẳng thể không biết điều này Khi quý vị không biết Quý vị niệm kinh hoa nghiêm Từ đầu đến cuối Nguyễn nhờ có thể đọc đảo ngược lại lầu lầu vô dụng Quý vị chẳng nhập cảnh giới ấy Vì vậy Học Phật học nho Chẳng thể không coi trọng giới luật Hệ có giới sẽ còn có Phật giáo Có lễ sẽ còn có nho Chẳng có lễ nho là giả sẽ là nho học chẳng phải là học nho chẳng có giới sẽ là phật học chẳng phải là học phật khác hẳn hai vị bồ tát ấy chính là nhất thừa viên giáo còn cao hơn đại thừa đời này chúng ta có duyên có thể tiếp xúc hoa nghiêm Cũng thật sự là Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ Bài kệ khai kinh Là do Võ Tắc Thiên Đề tặng Kinh Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm phiên dịch sang tiếng Hán Phiên dịch xong Đưa cho bà ta xem Bà liền viết bốn câu sau đây Trên bìa bộ kinh Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải như lai chân thật nghĩa viết quá hay vô thượng thậm thâm vi diệu pháp là nói về kinh hoa nghiêm hai vị bồ tát ấy thuộc về hội hoa nghiêm vị hiển viên tu chuyện này là cao nhất thù thắng nhất trong tu hành viên tu là gì tu một pháp môn mà hết thảy các pháp môn đều chẳng sót một chính là hết thảy hết thảy chính là một đó là viên tu chúng ta biết chuyện này rất hâm mộ rất khao khát dần dần sẽ đạt tới nếu chúng ta thực sự có thể nương theo giáo huấn của phật bồ tát nó có thứ tự có công phu 10 năm hoặc 20 năm chúng ta có thể từ biệt đạt đến viên chẳng phải là làm không được Mở đầu kinh Thanh Lương Đại Sư đã nói rất hay Kinh Hoa Nghiêm có 10 loại đương cơ Loại cuối cùng là Phạm Phu Phạm Phu đương cơ của Kinh Hoa Nghiêm có điều kiện Điều kiện gì vậy? Họ được gọi là Đại Tâm Phạm Phu Chúng ta hiểu theo ý nghĩa nông cạn Dễ hiểu nhất Đại Tâm Phạm Phu thì tâm lượng phải lớn Tâm lượng nhỏ chẳng phải là đương cơ của hoa nghiêm Tâm lượng phải to lớn Đấy là hiểu theo nghĩa nông cạn dễ hiểu nhất à, Theo tiêu chuẩn đưa của hoa nghiêm Đại tâm là bồ đề tâm Người thật sự phát bồ đề tâm Tuy là phàm phu mà là bậc đương cơ của hoa nghiêm người ấy có điều kiện này bồ đề tâm là gì chân thành tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm chánh giác tâm từ bi tâm chẳng khởi tâm động niệm thì thôi hễ khởi tâm động niệm nhất định tương ứng với mười chữ ấy người ấy chính là bậc đương cơ của hoa nghiêm nói cách khác, người ấy có tư cách học hoa nghiêm. Mời chữ tạo thành năm câu ấy, hết sức trọng yếu. Để bản thân trình độ cũng phải hội đủ những điều kiện ấy. Vì thế người niệm Phật chúng ta ngàn muôn phần chớ nên sơ sót. Kinh Vô Lượng Thọ đã giới thiệu Tây Phương cực lạc thế giới Tam bối vãng sanh Trung bối, thượng bối, hạ bối Đều được nói Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm Này chúng ta quên bản chuyện Phát Bồ Đề Tâm Chỉ biết nhất hướng chuyên niệm Do vậy, người niệm Phật đông đảo, người vãng sanh ít ỏi. Năm xưa, khi tôi theo Thầy Lý học Phật, Thầy thường nói, một vạn người niệm Phật, thật sự vãng sanh chỉ có hai ba người. Vì sao ít như vậy? Họ chẳng có bồ đề tâm. Có nghĩa là Người ấy chẳng có Chân thành thanh tịnh bình đẳng Chánh giác từ bi Chẳng hề có Chỉ có nhất hướng chuyên niệm Vì thế Chỉ là Kết thiện duyên Với thế giới Tây Phương Đời này chẳng thể vãng sanh Ngày nào Người đó phát cái tâm ấy xác thực là trong cuộc sống hàng ngày xử sự, sự đãi người tiếp vật đều là cái tâm chân thành chẳng có mảy may hư ngụy mà toàn là tâm thanh tịnh chẳng có ô nhiễm đều là tâm bình đẳng chẳng kiêu căng ngã mạn, toàn là tâm trí huệ chẳng mê hoặc điên đảo đều là từ bi tâm chẳng tự tư tự lợi Người ấy quyết định vãng sanh Trong giáo Pháp Đại Thừa Đại Thừa Bồ Tát Đều Pháp Bồ Đề Tâm Tức là chân thành Thanh tịnh Bình đẳng Chánh giác Từ bi Đều trọn đủ Nhưng các ngài chẳng có nhất hướng chuyên niệm Cho nên Các ngài cũng chẳng thể đến thế giới cực lạc Vì thế, để vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới Chúng ta phải biết là chẳng thể thiếu những điều kiện ấy Hai mươi chữ mà tôi đã viết ấy quá trọng yếu Nếu quý vị đều có thể làm được hai mươi chữ ấy Chắc chắn sẽ vãng sanh trong đời này Chính mình thực sự nắm chắc Do đó, chúng ta thấy hai vị Bồ Tát này phải nghĩ trí huệ là quan trọng trong ấy có một câu là trí vi đạo cố câu này quá quan trọng nhất định là trí làm người dẫn đường trí ở đằng trước để lãnh đạo quý vị lịch sự xảo nguyện đấy là viên tu tu tập trong bất luận cảnh giới nào trong phần sau có 141 nguyện Đó chính là những phương pháp để tu tập Trong thuận cảnh, nghịch cảnh Thiện duyên, ác duyên Quý vị thấy Bồ Tát gặp những cảnh ấy Ngài chuyển biến ý niệm như thế nào? Chúng ta nói là chuyển cảnh giới Chuyển cảnh giới thì mới thật sự là chuyển mê thành ngộ Chuyển phàm thành thánh Chẳng lìa khỏi quần chúng Chẳng lìa khỏi xã hội Hòa quan đồng trần cùng hết thảy chúng sanh khởi tâm động niệm tương ứng với trí huệ chẳng tương ứng với phiền não tương ứng với phiền não thì sai mất rồi phiền não là gì thất tình ngũ dục mừng giận buồn vui yêu ghét ham muốn ngài chẳng có những thứ ấy quyết định chẳng tương ứng với mười ác nghiệp mười ác nghiệp là thân giết trộm dâm miệng nói dối nói đôi chiều nói thêu dệt ác khẩu ý thì tham sân si quyết định chẳng có những điều ấy những thứ phiền não ấy đều sanh từ mê hoặc trong trí huệ chẳng có những thứ ấy sự cận chỉ viễn duy viên hạnh cố sự là cuộc sống hàng ngày cho nên rất gần gũi chỉ là tông chỉ ý nghĩa này quá sâu quá rộng do vậy biểu hiện của bồ tát là viên hạnh niệm nào cũng viên mãn hạnh nào cũng viên mãn viên mãn là hoàn toàn tương ứng với tánh đức Kế đó nói rõ ràng cụ thể Văn thù tắc bát nhã quán hồng Trí thủ tắc Âu hòa thiệp sự Âu hòa là nhu hòa âu hòa có cùng ý nghĩa với chữ nhu hòa văn thù bồ tát biểu thị căn bản trí biểu thị thật trí bác nhã quán không điều này rất quan trọng Thật sự có trí huệ chân thật. thật Biết tất cả các hiện tướng Vũ trụ nhân sinh Xâm la vạn tượng Là chuyện như thế nào Kinh Kim Cang nói rất hay Phàm những gì có hình tướng Đều là hư vọng Bốn câu kệ trong phần sau Kinh Kim Cang càng nói minh bạch hơn Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng Như sương cũng như chớp Hãy nên quán như vậy để là bát nhã quán không Có trí huệ như vậy Tiếp xúc những cảnh giới ấy Người ấy có khởi tâm động niệm hay không? Sẽ không Khởi tâm động niệm còn chẳng có Đương nhiên là chẳng có phân biệt Đương nhiên là chẳng có chấp trước Người như vậy là ai? Chính là Pháp Thân Bồ Tát ngài không ở trong lục đạo chẳng ở trong mười pháp giới ở nơi đâu ở trong nhất chân pháp giới nhất chân pháp giới ở chỗ nào trọn khắp pháp giới hư không giới không chỗ chẳng phải là nhất chân pháp giới chúng ta thường thảo luận những vấn đề này tôi dùng màn hình tivi làm tỷ dụ màn hình tivi là nhất chân pháp giới vĩnh hằng bất biến trọn chẳng thể ô nhiễm Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới là gì? Là hình ảnh trong tivi Bất luận xuất hiện hình ảnh như thế nào Là thiện hay là ác Là tà hay là chánh Chúng có tiêm nhiễm màn hình tivi hay chăng? Chẳng có Đúng là Chẳng trở ngại giả tướng tỏ lộ Giả tướng Nhất định chẳng nhốm bẩn chân tánh Từ màn hình Quý vị có thể thấu hiểu Trí huệ văn thù Chính là biết chân tướng sự thật Vì lẽ đó Đối với chân tướng của sự thật chắc chắn không khởi tâm không động niệm chẳng phân biệt không chấp trước trí thủ bồ tát ứng hóa trong mười pháp giới ứng hóa trong lục đạo đáng nên dùng thân gì để đắc độ bèn hiện thân ấy đáng nên dùng phương pháp gì để giúp đỡ chúng sanh Bèn dùng phương pháp ấy Chẳng có pháp nhất định Chẳng có một hình tướng nhất định Âu hòa thiệp sự Tùy dính liếu sự Nhưng chẳng trở ngại chân Chân và vọng bất nhị Nhìn từ chỗ nào nhìn từ màn hình Bản thân cái màn hình là thật Tướng đã hiện là vọng Tức là vọng tướng Và những gì có tướng đều là hư vọng Chân và vọng chẳng hai Chân và vọng chẳng trở ngại lẫn nhau Do vậy có thể nói tỷ dụ văn thù bồ tát tượng trưng cho cái màn hình trí thủ bồ tát tượng trưng những tướng cảnh giới biến hiện trên màn hình từ chỗ này chúng ta chú tâm thấu hiểu sẽ có thể khế nhập chút phần dụng tâm của bồ tát khi dấn mình vào sự là như thế đó phàm phu thì như thế nào phàm phu hãy dụng tâm dính liếu đến sự sẽ chấp tướng ngỡ huyễn tướng là thật chẳng biết phàm những gì có tướng đều là hư vọng họ chẳng biết chẳng biết hết thảy các pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng trong hiện thời có thể nói là khoa học kỹ thuật khá phát triển một số ít các nhà khoa học tiên phong đã phát hiện nhận thấy tất cả hết thảy các hiện tượng trong vũ trụ chẳng phải là thật phát hiện ấy rất lỗi lạc không chỉ là tất cả tướng đã biến hiện chẳng phải là thật mà thời gian chẳng thật không gian cũng chẳng thật vì thế các nhà khoa học chỉ thừa nhận trong vũ trụ chỉ thật sự có trường thật sự tồn tại tất cả hết thảy các tướng đã biến hiện đều là do trường biến hiện Điều này rất gần gũi với những điều đã nói trong Phật Pháp Phật Pháp bảo Muôn vàng hình tượng do đâu mà có Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Chúng tôi nghĩ Trường như các nhà khoa học đã nói chính là a la gia thức chứ đối với tự tánh thật sự họ chẳng có cách nào vẫn chưa tìm được thức có thể biến tánh có thể hiện tuy họ phát hiện thử hỏi họ còn có khởi tâm động niệm hay không Họ còn phân biệt hay không? Còn chấp trước hay không? Có Vẫn có Đấy là chỗ khác với Bồ Tát Bồ Tát khế nhập cảnh giới Đúng là chẳng có chấp trước Thật sự chẳng có phân biệt Vì thế Ngài lại có thể tiến cao hơn Có thể kiến tánh thực sự có thể giải quyết vấn đề khoa học gia phải nhờ vào công cụ phải cậy vào máy móc nếu rời khỏi những máy móc và công cụ ấy họ bó tay chịu chết đúng là chẳng giống người tu hành người tu hành chẳng cần những thứ ấy hiện thời chúng ta thăm dò vũ trụ phải dùng viễn vọng kính trong phật môn chẳng cần trong phật môn có thiên nhãn thông chẳng cần dùng viễn vọng kính để trông thấy các vi sinh vật, chúng ta phải dùng kính hiển vi. Đó là công cụ. A à la hán thấy vi trần bằng thiên nhãn. Thiên nhãn có thể nhìn xa mà cũng có thể nhìn gần, có thể thấy lớn mà cũng có thể thấy nhỏ. Chẳng cần sử dụng công cụ. thiên nhãn thiên nhĩ tha tâm túc mạng nhà phật thường nói đến sáu loại thần thông đức phật nói rất hay sáu loại thần thông ấy chính là bản năng của chúng ta vốn sẵn có trong tự tánh chẳng phải đến từ bên ngoài vì sao chúng ta đánh mất các năng lực vốn có ấy chẳng phải là thật sự mất đi mà là do hiện tiền có chướng ngại khiến cho năng lực của quý vị chẳng có cách nào phát huy quý vị có chướng ngại mà chướng ngại là gì phiền não tập khí phật pháp chia nó thành ba loại lớn kiến tư phiền não trần sa phiền não và vô minh phiền não ba loại phiền não ấy cộng thêm tập khí khiến cho trí huệ và đức năng vốn sẵn có trong tự tánh thấy đều chẳng thể hiện tiền phật pháp dạy người tu hành là tu gì vậy đoạn phiền não mà thôi dùng phương pháp gì để giúp quý vị đoạn phiền não giới luật nhất định phải khởi đầu từ chỗ này giới luật là tánh đức xử sự đãi người tiếp vật trong bản tánh vốn là như thế ấy sau khi mê mất tự tánh hết thảy đều do phiền não làm chủ hình trạng ấy liền bị biến đổi quý vị thấy phật bồ tát nếu ghi chép cuộc sống công việc cách xử sự đãi người tiếp vật của các ngài sẽ thấy là như thế này tùy thuận tánh đức Tùy thuận tự nhiên Chúng ta dùng những điều này Làm trợ duyên Hồng gò chính mình vào khuôn khổ Dần dần khiến cho chính mình định lại Tâm chẳng còn rong rủi bên ngoài nữa Đấy chính là như mạnh tử đã nói, học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm như dĩ, khiến cho cái tâm được thâu hồi. Đây chính là học vấn. Phật pháp nói định, định là gì? Định là thâu hồi cái tâm. Kinh Kim Cang nói rất hay. Bất thủ ư tướng, như như bất động. Có tướng hay không? Có chứ Có thể tiếp cận tướng hay không? Có thể Chẳng trở ngại Bất thủ là gì? Chớ nên chấp trước nó Chớ nên phân biệt nó Chuyện gì cũng đều chẳng có Quý vị có thể thọ dụng Chớ nên chấp trước Chớ nên phân biệt Người như vậy là bậc giác ngộ Người thật sự liễu giải chân tướng sự thật sẽ đắc đại tự tại Trong muôn hình tượng Cũng như trong y báo và chánh báo Trang nghiêm của mười pháp giới Kinh Hoa Nghiêm dạy Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Đắc đại tự tại Vì sao Phạm Phu Đau khổ ngần ấy Là vì thứ gì cũng đều phân biệt thứ gì cũng đều chấp trước sai mất rồi theo lý chẳng có phân biệt chấp trước nơi sự cũng chẳng có phân biệt chấp trước phân biệt chấp trước sanh từ vọng tưởng của quý vị hoàn toàn là hư vọng chẳng phải là chân thật quý vị có thể buông bỏ chúng đó là đúng Do vậy Ngài Văn Thù Và chúng ta quan sát Hiểu rõ chân tướng của vũ trụ và nhân sinh Thở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, ngài giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Trong 49 năm đã giảng bát nhã Giảng bát nhã chính là nói về chân tướng của vũ trụ và nhân sinh Tốn bao nhiêu thời gian? 22 năm Đức Phật giảng kinh 49 năm dành ra 22 năm để giảng bát nhã Gần như chỉ một nửa thời gian giảng kinh giáo học của lão nhân già từ chỗ này quý vị có thể thấu hiểu đức phật dạy mọi người bát nhã là một môn công khóa chủ yếu của ngài đối với những gì đức phật đã nói trong suốt một đời của ngài nói theo kiểu phân loại tổng quát thì có hoa nghiêm a hàm phương đẳng bát nhã pháp hoa Năm giai đoạn lớn Này chúng ta nói là năm đại đơn vị Năm đơn vị lớn Hoa nghiêm Là Ngài đã thành đạo Thành tựu Vào năm 30 tuổi Không tử nói tam thập nhi lập đạo đức và học vấn của ngài đã thành tựu thích ca mâu ni phật vào năm 30 tuổi đã thị hiện thấu hiểu triệt để chân tướng của nhân sinh và vũ trụ đích thân chứng nhập những gì ngài đã hiểu đều được giải bày trọn hết nhưng chẳng có ai hiểu do vì hoa nghiêm được giảng trong định hiện thời nam truyền tiểu thừa chẳng thừa nhận họ bảo kinh hoa nghiêm do long thọ bồ tát tạo ra chẳng phải là do đức phật nói họ chẳng thừa nhận Tiểu thừa hoàn toàn dùng sự để luận sự Quý vị nói Kinh Hoa Nghiêm được giảng trong định Ở trên cõi trời họ không tin tưởng Người tiểu thừa tin tưởng A Hàm Sau khi thích Ca Mâu Ni Phật Thị hiện thành đạo Ở Lộc Giả Uyển Đã độ năm vị tỳ kheo Thâu nhận năm môn đệ Hàng ngày giảng dạy Thuyết pháp cho họ về sau học trò ngày càng nhiều thường tùy chúng có tới một nghìn hai trăm năm mươi lăm vị những chuyện này đều đã được ghi chép trong kinh hàng tiểu thừa tin tưởng sự thật ấy quý vị nói kinh hoa nghiêm được giảng trong long cung Tính chúng là bốn mươi địa vị pháp thân đại sĩ họ chẳng thể tiếp nhận những kinh ấy truyền đến trung hoa người hoa có thể tiếp nhận người hoa xác thực là căng tánh đại thừa người hoa có thể ngộ nhập có thể nương theo lý luận và phương pháp trong kinh điển để tu hành thật sự khế nhập cảnh giới Khởi nhập cảnh giới Thì sẽ như tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói Sự hưởng thụ cao nhất trong đời người Vì thế trí huệ của Ngài Văn Thù hết sức trọng yếu Do có văn thù trí Thì mới có trí thủ Ngài trí thủ đại diện cho chúng ta trong hiện thực bất luận là cuộc sống công việc xử sự hay đãi người tiếp vật chẳng có gì không viên mãn viên hạnh mà âu hòa thiệp sự dấn mình vào sự mà chẳng mê lý thiệp sự là trong cuộc sống hàng ngày tại gia học phật thì quý vị chẳng lìa khỏi gia đình xuất gia học phật thì quý vị chẳng lìa khỏi tăng đoàn những điều ấy đều là sự tại gia học phật Ngoài học Phật ra Còn có những công việc khác Có những sự nghiệp khác Xuất gia học Phật Nhất định là phải thực hiện tốt đẹp Đạo đức Và học vấn Sau đấy mới có thể gánh vác sứ mạng giáo hóa chúng sanh Vì lẽ đó Phật giáo chính là sự giáo dục của Thích Ca Mâu Phật Chẳng phải là tôn giáo Phải hiểu rõ điều này Nói theo cách hiện thời Phật giáo chính là giáo dục xã hội. Giống như Khổng tử trong quá khứ vậy. Phạm vi của giáo dục là Đối với nguồn gốc của học trò, chẳng phân biệt quốc gia, chẳng phân biệt sắc tộc, chẳng phân biệt tôn giáo. Chỉ cần quý vị đến học, chịu học. Thích Ca Mâu Ni Phật đều hết sức nhiệt tâm dạy dỗ thiệp sự bất mê ư lý giống như chúng ta xem tivi các hình ảnh trên tivi là sự chúng ta thưởng thức những hình ảnh ấy đó là thiệp sự chẳng mê nơi lý là gì những thứ ấy rỗng không chẳng phải là thật sự có mà là huyễn hữu diệu hữu diệu hữu là có mà chẳng phải là có chẳng phải là có mà có nên gọi là diệu hữu quý vị chẳng thể nói nó chẳng có mà cũng không thể nói nó là có quý vị bảo nó có sai mất rồi đương thể tức không liệu bất khả đắc quý vị nói chẳng nó chẳng có cũng sai hình ảnh rành rành ở ngay trước mặt mà biết không và hữu là một, chẳng phải là hai, chẳng mê nơi lý, lý chính là không. cố tuy nguyện nhi vô thủ, Bồ Tát luôn có nguyện. Quý vị thấy tứ hoàng thầy nguyện, nguyện độ chúng sanh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Có nguyện, tuy có nguyện nhưng vô thủ thì đúng. Nguyện là gì? Thiệp sự. Vô thủ là gì? Quán không. Phải biết hết thảy các pháp đều là vô sở đắc. Bác Nhã Tâm Kinh đã nói rất hay Đức Thế Tôn nói Bác Nhã 22 năm Trong các kinh điển được dịch sang tiếng Hán Bác Nhã là bộ phận lớn nhất gồm 600 quyển Tức Kinh Đại Bác Nhã Sau khi tôi xem một lượt cuối cùng đã rút ra một kết luận nhất thiết pháp vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc không chỉ pháp thế gian là như thế mà phật pháp cũng là như thế đấy mới là chân tướng sự thật quý vị tưởng là có đạt được sai mất rồi mê mất rồi quý vị chẳng biết chân tướng sự thật chân tướng sự thật thì hết thảy đều rỗng không vậy thì ta điều gì cũng đều chẳng cần làm nguyện cũng chẳng cần phát nữa sai mất rồi quý vị đã đọa lạc vào bên không phàm phu đọa lạc nơi có ở những thứ ấy là thật sự có mong giữ lấy ái thủ hữu hàng nhị thừa nghe nói hết thảy các pháp đều không chuyện gì họ cũng đều không làm đọa vào không đọa không và đọa hữu đều là sai lầm vì thế bồ tát hành trung đạo hai bên không và hữu đều chẳng dính mắt do có nguyện nên chẳng phải là không do chẳng giữ lấy nên chẳng phải là hữu bất không bất hữu Do vậy Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện Quý vị thấy sau khi lão nhân gia thành tựu Chẳng nghỉ ngơi ngày nào Nhiệt tâm dạy người khác như vậy đó Ở đâu có người thỉnh Ngài bèn đến đó Đồ chúng ngày càng nhiều Một ngàn hai trăm năm mươi lăm người Là những vị có thành tựu Giống như 72 hiền nhân của khổng lão phu tử Đó là những vị có thành tựu Những học trò chưa thành tựu chẳng biết là bao nhiêu Đã thành tựu Là 1255 vị Những vị ấy Giống như Thích Ca Mâu Phật Giữa trưa ăn một bữa Tối nghỉ dưới gốc cây cơm ăn mỗi ngày là do đi khất thực từng nhà đến khất thực tại các thôn trang hoặc thành thị ở bốn phía chung quanh khất thực có quy củ có lễ tiết cho nên mọi người tôn kính nhu cầu sống có mức độ thấp nhất thật sự làm được chẳng tranh với người chẳng cầu nơi đời một niềm từ bi vì thế phải có nguyện đã có nguyện lại chẳng thể có thủ hễ có thủ thì sai mất rồi nay đã hết thời gian rồi chúng ta nghỉ ngơi mấy phút chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi xuống <laughs> Chúng ta xem phần sớ sau kế tiếp Đối với từ ngữ Âu Hòa Thiệp Sự Thanh Lương Đại Sư có chú giải trong phần chú giải đã ghi âu hòa thiệp sự giả thử vân phương tiện thiện xảo tức triệu công tông bổn luận văn triệu công là tăng triệu đại sư ngài là một trong bốn vị đại đệ tử của đại sư cưu ma la thập ngài nói âu hòa bát nhã giả đại huệ chi xưng giả đấy chính là đại trí huệ chân chánh đại trí huệ thực hiện trong cuộc sống hàng ngày thực hiện trong khi đối trước sâm la vạn tượng hiển thị diệu dụng của trí huệ chân thật chư pháp thật tướng vị chi bát nhã năng bất hình chứng âu hòa công giả đối với thực tướng của các pháp chứng là minh tâm kiến tánh như trong tông môn đã nói có người minh tâm kiến tánh hay không có chứ nếu người ấy chẳng dính líu đến sự chẳng muốn liên quan đến sự người ấy bỏ đi rời khỏi mười pháp giới sẽ đến nhất chân pháp giới nhưng tuyệt đại đa số bồ tát đã đạt tới cảnh giới này có lìa khỏi mười pháp giới hay không các ngài chẳng lìa khỏi đó là công năng của sự hòa lẫn tức là ngài có thể hòa quan đồng trần vì sao trong cảnh giới các ngài đã là lý sự vô ngại sự sự vô ngại Trụ trong nhất chân Hay trụ trong mười pháp giới Chẳng hài Chẳng khác Cũng là như Trong giáo hạ đã nói Thật sự nhập pháp môn bất nhị Do vậy Đại nguyện của Ngài Đã được thực hiện tức là cái nguyện độ chúng sanh đã được thực hiện nguyện độ chúng sanh nói theo kiểu hiện thời sẽ là vì hết thảy chúng sanh phục vụ độ có nghĩa là phục vụ hiệp trợ giúp đỡ Giúp chúng sanh chuyện gì Cần tánh của chúng sanh chẳng ngang nhau Do vậy Quý vị nhất định phải có trí huệ chân thật Phương tiện thiện xảo Đối với kẻ mê Lý và sự nặng nề cũng có nghĩa là kẻ có tâm phân biệt chấp trước đặc biệt nặng nề dùng phương pháp gì để giúp đỡ họ dùng lý dùng sự dùng nhân dùng quả giúp họ đoạn ác tu thiện đây chính là giúp họ liều khổ được vui dạy họ dùng phương pháp lý sự nhân quả để dạy họ khiến cho họ chẳng đọa ác đạo đời sau và đời đời kiếp kiếp sẽ hưởng thụ phước báo nhân thiên. Đó là đối với kẻ hạ căn. Đối với người trung căn có trình độ khá cao. Cũng phải dùng lý, sự, nhân quả. Dùng lý cho nhiều. Chứ đối với kẻ hạ căn Phải sử dụng nhân quả cho nhiều Thì họ mới có thể tin tưởng Tu nhân như thế nào Sẽ đạt được quả báo như thế đó Tuyệt đối chẳng phải Là dùng những thủ đoạn không chánh đáng Để lừa lọc Cưỡng đoạt Nếu là như vậy sẽ là sai lầm Những gì quý vị đạt được Thấy đều là sẵn có trong mạng của quý vị trong mạng chẳng có sẽ chẳng thể đạt được trong mạng đã có nhưng vì tư tưởng ngôn luận và hành vi của quý vị không tốt cho nên phước báo trong mạng bị tước bớt giảm trừ bản thân quý vị vẫn cứ rất đắc ý ta dùng những thủ đoạn hay khéo này cho nên đã đoạt được lắm thứ như thế đó thật ra đã sai lầm mất rồi nếu quý vị dùng những phương pháp chánh đáng những gì quý vị đạt được còn nhiều hơn những gì đã có trong hiện thời nhiều hơn quá nhiều con người quyết định chớ nên tạo tội nghiệp quyết định chớ nên tổn người lợi mình đó là sai lầm đặc biệt to lớn nếu chính mình có thể tổn mình lợi người phước báo mai sau sẽ không ngừng tăng cao hơn sau khi đã nói rõ ràng nói minh bạch đạo lý này thế gian sẽ chẳng có tham quan tham quan ô lại sẽ chẳng có Các thương nhân kinh doanh cũng giữ đúng bổn phận Vì sao? Họ thật sự có thể đạt được lợi ích Lợi ích trong mạng của họ mỗi ngày một tăng trưởng Chẳng đến nỗi hào bớt Bất luận nghề nghiệp nào Cũng nhất định là nói đến đạo đức Nói đến luân lý sự nghiệp ấy mới có thể lâu dài Lợi nhuận sẽ không ngừng tăng lên Hãy ý niệm sai lầm Cứ ngỡ ta chẳng lừa kẻ khác Ta không hãm hại kẻ khác Sẽ chẳng thể kiếm tiền Sai mất rồi Sai toàn bộ Sai lầm đặc biệt to tác Đối với kẻ hạ căng thì nói những điều này đối với những người trung căn thì giúp họ phá mê khai ngộ đối với kẻ thượng căn thì giúp họ chuyển phàm thành thánh do vậy đối với người hạ căn giáo dục nhân quả là thích hợp nhất đối với người trung căn giáo dục nho gia hoặc giáo dục tiểu thừa trong phật pháp sẽ rất thích đáng đối với bậc thượng căn pháp nhất thừa pháp đại thừa pháp thượng thượng thừa sẽ hữu dụng giúp họ thật sự thoát ly lục đạo luân hồi thoát ly mười pháp giới Bồ Tát đạt đến cảnh giới ấy chẳng chứng bát niết bàn. Nói theo giáo pháp đại thừa sẽ là chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn. Đối với chứng đắc của người như vậy bậc thượng căn Phật pháp có một danh từ là vô trụ niết bàn. Vị ấy thật sự trụ trong cảnh giới bát Niết Bàn Nhưng chẳng chứng Hai bên Niết Bàn và sanh tử đều chẳng vướng mắt Do vậy nói là chẳng trụ sanh tử Chẳng trụ Niết Bàn Do chẳng trụ sanh tử Nên chẳng phải là phàm phu Do chẳng trụ Niết Bàn Chẳng phải là Như Lai vì ấy dùng thân phận bồ tát du hóa trong mười pháp giới chỗ nào có cảm ngài sẽ ứng nơi đó chẳng có sắc tướng nhất định đáng nên dùng thân gì để độ bèn hiện thân ấy quan sát căn cơ của chúng sanh đáng nên thuyết pháp nào bèn thuyết pháp ấy cho họ Đó gọi là phương tiện thiện xảo Đó gọi là Âu Hòa Bát Nhã Thật sự là Đại Trí Huệ Đại Bát Nhã Tiếp đó giải thích rất hay Thích hóa chúng sanh Vị chi Âu Hòa thích là hết sức thích hợp chúng ta nói là khế cơ khế lý do căn tánh của chúng sanh khác nhau phương pháp giáo học của quý vị sẽ không giống nhau nhưng quyết định là khiến cho họ đạt được lợi ích trong hiện tiền trong tương lai đạt được lợi ích điều này rất trọng yếu nếu hiện tiền đạt được lợi ích trong tương lai chẳng đạt được lợi ích sai mất rồi Ví như dạy quý vị rất nhiều phương pháp Chẳng tránh đáng Quý vị thu được mối lợi to lớn Thu được của cải Đạt được địa vị Đều là do dùng những thủ đoạn không tránh đáng Hiện tiền đạt được lợi ích Sau khi đã chết sẽ đọa địa ngục Đấy chẳng phải là lợi ích lợi ích trong hiện tiền ngắn ngủi khổ báo đọa trong địa ngục khôn cùng thời gian ấy quá dài vì thế tạo lợi ích kiểu đó là sai lầm phật pháp dạy người ta có thể là hiện tiền chẳng đạt được lợi ích nhưng trong tương lai sẽ được lợi ích đấy là chính xác hiện tiền đạt được lợi ích trong tương lai cũng có lợi ích đương nhiên là càng tốt hơn có ai mà chẳng mong mỏi Quyết định là chẳng thể khiến cho chúng sanh trong đời sau chẳng đạt được lợi ích Nếu đời sau chẳng đạt được lợi ích, hỏng rồi, sai mất rồi Âu Hòa là danh từ bát nhã Hàm Mỹ, người ấy có thể vận dụng phương tiện thiền xảo để giáo hóa chúng sanh trong thế giới hiện thời chúng ta nhất định phải khẳng định tánh con người vốn lành nhân chi sơ tánh bổn thiện nhất định phải khẳng định điều này vì sao biến thành bất thiện bị dạy hư vì thế phật bồ tát là do được dạy thành thánh hiền cũng là do được dạy thành ác nhân cũng là do được dạy thành yêu ma quỷ quái vẫn là do được dạy thành tùy thuộc quý vị dạy những gì thánh hiền dùng chánh đạo để dạy người khác chẳng dạy tà đạo mà là dạy người ta bằng chánh đạo tương ứng với tự tánh tương ứng với tánh đức tương ứng với pháp tắc vận hành của thiên nhiên đó là thánh đạo là trí huệ chân thật tiếp đó lời sau viết bất nhiễm trần lụy bát nhã lực giả Câu này rất quan trọng chư vị phải biết bồ tát ở trong thế gian chẳng phải là thần tiên trong phật môn những vị được gọi là phật hoặc bồ tát chẳng liên quan gì đến thần tiên trong các buổi giảng chúng tôi đã nói chuyện này rất nhiều lần bồ tát phật a la hán là những danh xưng học vị trong phật giáo giống như các học vị trong trường đại học hiện thời cao nhất là tiến sĩ trong phật pháp gọi là phật đà phật đà là tiến sĩ bồ tát là thạc sĩ a la hán là học sĩ có những học vị ấy ngoài ra bất luận là tại gia hay xuất gia đều chẳng đạt được học vị đạt được học vị tiêu chuẩn của học vị là gì đoạn hoặc chứng chân hoặc là mê hoặc phiền não đối với ba loại đại phiền não đoạn kiến từ phiền não Quý vị được gọi là A-la-hán Đoạn trần sa phiền não Quý vị được gọi là Bồ-Tát Đoạn vô minh phiền não Quý vị được gọi là Phật Đà Trong Phật môn Phật, Bồ Tát Là hán quá ư là nhiều Phật giáo chẳng giống các tôn giáo khác Trong tôn giáo Thần chỉ có một Chẳng thể có hai vị thượng đế chỉ có một chẳng thể có rất nhiều trong phật giáo phật rất nhiều đó là danh xưng của học vị chẳng biểu thị quyền lực phật chẳng có quyền lực ngài tượng trưng cho trí huệ tượng trưng cho đức hạnh phật là đức hạnh và trí huệ vì thế phật giáo là giáo dục Giáo hóa chúng sanh Đương nhiên là sẽ ở cùng một chỗ với chúng sanh Nhưng chẳng nhiễm trần lụy Quý vị thấy đó Bọn phạm phu chúng ta ở trong thế gian này Lắm nỗi phiền não Lắm thứ đèo bồng không cần thiết Những điều ấy thường gọi là Vướng mắc nghi ngại Sinh nên... sinh thân và tâm đều có áp lực. Nhưng Bồ Tát ở trong thế gian này chẳng có trần lụy, chẳng có áp lực. Vì sao? Các ngài biết, phạm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Tuy rất nỗ lực làm việc, nhưng chẳng có phiền lụy. Vì sao? Làm mà không làm, không làm mà làm. chẳng có phiền lụy Làm việc cũng có khi thành công Cũng có lúc thất bại Thành công là gì? Chúng sanh có phước Chẳng kể công Tâm thanh tịnh Tuyệt đối không nghĩ Ta đã vì chúng sanh làm bao nhiêu chuyện tốt đẹp chẳng có chẳng có ý niệm nào chuyện chẳng làm thành công chúng sanh chẳng có phước ta chẳng có lỗi lầm chẳng nhiễm trần lụy đó là gì Đấy chính là trí huệ bát nhã chẳng có trí huệ bát nhã trong công việc hàng ngày sẽ tính toán so đo chi li Đã bỏ ra bao nhiêu công sức Thì nhất định phải được đền bù bấy nhiêu Chẳng giống như Bồ Tát Nói theo cách nói của Phạm Phu Bồ Tát chỉ có bỏ ra Tuyệt đối chẳng có ý niệm thu về Chẳng có ý niệm ấy Nếu nếu bồ tát thuộc địa vị cao hơn đôi chút hàng ngày chịu khổ chịu khó làm lụng ngay cả ý niệm siêng khổ làm việc cũng chẳng có đấy là làm mà không làm không làm mà làm vì thế ngài chẳng có phiền lụy tâm khai ý giải mặt trời chiếu trọn khắp đại địa mặt trời có kể công hay chăng ta đối với quý vị có ân đức to lớn ngần ấy hàng ngày chiếu cố các vị mỗi ngày tặng nguồn năng lượng cho quý vị chẳng có chẳng hề kể công tự nhiên từ chư phật bồ tát a la hán trở lên các ngài ứng hóa trong thế gian vì hết thảy chúng sanh phục vụ tuyệt đối chẳng có ý niệm kể công vì sao phải làm vì thực hiện bổn nguyện lúc mới học phật đã phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ hiện tại có đức năng ấy có năng lực ấy có đạo đức ấy có học thuật ấy nếu quý vị chẳng chịu phục vụ phụ chúng sanh chẳng phải là quý vị đã phát nguyện ấy rỗng tuếch hay sao nói rồi chẳng làm há có lẽ ấy vì thế tự nhiên là phải thực hiện đã chứng đắc a la hán Chứng đắc Bồ Tát Chứng đắc quả vị Phật Có phải trì giới hay không? Phải Nói thật ra Các ngài giới hành viên mãn Vẫn trì giới nhằm mong nêu gương cho người khác thấy Nếu không nêu gương tốt Dạy kẻ khác trì giới Nhưng chính mình chẳng trì giới Người ta sẽ không tin tưởng Chính mình phải nêu gương cho người ta thấy mọi người trông thấy chẳng bàn ra tán vào được nữa đã tin tưởng vì thế trì giới là vì người khác đấy là giáo học thân giáo lấy chính mình làm gương trước là có thân giáo sau đó có ngôn giáo mọi người mới tin tưởng mới tiếp nhận do vậy phải đoạn phiền não phải học pháp môn thật ra có pháp môn nào các ngài chẳng chọn đủ vẫn là rất nghiêm túc từ cạn đến sâu học dần dần từ bộ kinh nhỏ đến bộ kinh lớn chẳng có điều gì không nhằm làm cho người khác trông thấy trong kinh phạm phỏng Thích Ca Mâu Ni đã nói lời thật Chúng ta mới biết lão nhân gia đã thành Phật Từ nhiều kiếp lâu xa Lần này Ngài đến địa cầu Nhằm biểu diễn một phen Ngài bảo lần này là lần thứ 8 ngàn Ngài đến đây Mỗi lần đến đều giống như diễn tuồng Đều là làm từ đầu Nêu gương cho kẻ khác thấy Trước hết Và chúng ta buồn xuống Tôi học Phật Ngày đầu tiên gặp mặt Chương gia Đại Sư Vị này là người xuất gia Đấy là lần đầu tiên tôi gặp một người xuất gia trong đời này Tôi bèn thỉnh giáo lão nhân gia Ngài dạy tôi sáu chữ Kháng đắc phá Phóng đắc hạ Về sau Chúng tôi thâm nhập kinh tạng Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn Đúng là thấy thấu suốt buông xuống Ngài là vương tử Chẳng cần đến ngôi vua Từ bỏ Vinh hoa phú quý Vợ con đều từ bỏ Xuất gia tu đạo Sống cuộc đời Của một vị tăng khổ hạnh vì sao phải làm như vậy làm cho chúng ta nhìn vào trong tâm chúng ta niệm nào cũng đều truy cầu vinh hoa phú quý truy cầu địa vị truy cầu quyền lực truy cầu ngũ dục lục trần lão nhân gia biểu diễn buông xuống toàn bộ cho chúng ta thấy Khiến cho chúng ta trông thấy mục chiêu ấy Sẽ nghiêm túc suy nghĩ cặn kẽ Vì sao Ngài làm như vậy? Chính là bảo cho quý vị biết Những gì quý vị mong cầu Vướng mắt suy nghĩ Toàn là giả chất chẳng thật con người sống trên cõi đời điều gì quan trọng nhất chân thật mới là quan trọng nhất chứ hư giả sẽ chẳng quan trọng trong phần trước chúng tôi đã nói về những cái giả chính là lợi ích trước mắt còn chân là gì lợi ích đời đời kiếp kiếp mai sau thời gian lâu dài lợi ích chân thật là nâng cao linh tánh nói cụ thể hơn một chút tam học giới định huệ được tăng cao giới là chẳng tham định là chẳng sân huệ là chẳng si Tương phản của giới định huệ là tham sân si Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện Buông xuống tham sân si Hiện ra giới định huệ Những thứ này quý vị có thể mang theo được Chúng ta phải mang theo giới định huệ đừng nên mang theo tham sân si mang theo tham sân si chính là đi vào ba ác đạo mang theo giới định huệ chính là đại pháp nhân thiên nếu giới định huệ chẳng ngừng tăng cao quý vị sẽ vượt thoát lục đạo luân hồi sẽ thành thanh văn duyên giác bồ tát tăng cao hơn nữa sẽ vượt thoát mười pháp giới quý vị gia nhập câu lạc bộ của chư phật như lai thật đấy chẳng giả đâu nhé đạt tới cảnh giới ấy chẳng cần nói tới nhất chân pháp giới chỉ cần quý vị có thể đạt tới tứ thánh pháp giới quả a la hán là học vị trong Phật môn là học vị thấp nhất mà quý vị thật sự đạt được sẽ có năng lực đến thị hiện trong lục đạo đáng nên dùng thân gì để độ bèn hiện thân ấy A La Hán có thể làm được chuyện này A La trong A-la-hán có tiểu thừa và đại thừa Đại thừa A-la-hán là Bồ-Tát Tức là thập tính Bồ-Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Trong phần trước chúng tôi đã nói rất nhiều Nói rất rõ ràng Địa vị sơ tính bằng Tu đạo Hoàng tu đà hoàng của tiểu thừa địa vị thất tính bằng tiểu thừa a la hán địa vị bát tính bằng bích chi phật địa vị cửu tính bằng bồ tát trong mười pháp giới địa vị thập tính là phật trong mười pháp giới thập tính bồ tát đấy nhé lên cao hơn nữa sẽ là sơ trụ Phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Vĩ là pháp thân như lai Trong Hoàng nghiêm Các ngài được gọi chung là pháp thân đại sĩ Kinh Kim Cang gọi các ngài là chư Phật như lai Sơ trụ trong viên giáo thuộc địa vị chư Phật như lai chúng ta phải hiểu rõ phải thấu hiểu phải thật sự hiểu rõ thật sự hiểu minh bạch chân tướng sự thật này không chỉ là quý vị sẽ chẳng làm chuyện xấu mà những ý niệm bất thiện xấu ác đều chẳng có vì sao dấy lên một ác niệm sẽ gây hại rất lớn đối với đức hạnh của chính mình hại người Người khác chẳng bị thương tổn cho mấy Chính mình bị tổn hại quá nghiêm trọng Quý vị gửi tâm động niệm hại kẻ nào đó Người ta bị thương tổn ba phần Chính mình bị hại bảy phần Ai mong làm chuyện ấy Chẳng có ai muốn làm hiện thời chúng ta nhìn vào xã hội hiện tiền quý vị mới biết nền giáo dục của đức phật quan trọng dường ấy nền giáo dục của khổng mạnh quan trọng dường ấy giáo dục nhân quả trọng yếu dường ấy vứt bỏ ba loại giáo dục ấy mà mong thế giới khôi phục sự an định khôi phục hòa bình sẽ là như xưa kia thầy lý thường nói chư phật bồ tát thần tiên đều làm không được phương pháp duy nhất là nỗ lực học tập sự giáo dục của thánh hiền học bắt đầu từ nơi đâu học khởi đầu từ chính bản thân ta Quý vị cho nên mong mỏi ai khác Quý vị trông mong người khác thì sai mất rồi Hãy làm từ chính mình Bắt đầu học từ bản thân Bản thân chúng ta học giống như vậy Tự nhiên sẽ ảnh hưởng những người xung quanh ta ta học càng giống ảnh hưởng càng to thời gian ảnh hưởng cũng càng dài hãy thật sự làm chẳng thể làm giả vờ được trong kinh phật thường nói thân người khó được phật pháp khó nghe chúng ta được làm thân người nghe phật pháp cơ duyên ấy chính là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ nếu gặp gỡ quyết định chẳng luống uổng đời này nhất định là phải có thành tựu thành tựu lớn hay nhỏ là do sự nỗ lực của chính mình thật sự nỗ lực chẳng ngừng siêng năng tinh rồng quý vị sẽ có thành tựu rất lớn giải đãi lười nhát tán loạn thành tựu rất hữu hẹn trong xã hội này sức dụ dỗ mê hoặc bên ngoài hết sức mạnh mẽ to lớn do đó nếu chính mình chẳng thâm nhập kinh tạng quý vị làm sao có thể bảo vệ chính mình quý vị làm sao có thể không bị dụ dỗ mê hoặc chẳng bị quấy nhiễu chẳng dễ dàng những điều này đều là công năng của sự hòa quyện cùng bác nhã chẳng nhiễm trần lụy thật sự là sức mạnh của bác nhã bác nhã nhất định là do định mà có định nhất định là do giới mà có vì thế nếu chúng ta mong có trí huệ như vậy Không có thể Chẳng bị bên ngoài quấy nhiễu Công phu sâu hơn Chúng ta còn có thể cảm hóa người khác còn có thể thay đổi phong tục có thể biến đổi hoàn cảnh đều phải cậy vào chính mình thật tu thật sự làm Sau đấy lời sao viết Nhưng các bác nhã Chi môn quán không Âu hòa chi môn thiệp hữu Thiệp hữu vị thủy mê hư Cố thường sở hữu nhi bất nhiễm Bất yếm hữu nhi quán không Cố quán không nhi bất chứng thị vi nhất niệm chi lực quyền huệ cụ hỷ Mấy câu này rất quan trọng Bác Nhã Là triệt để Hiểu rõ chân tướng của vũ trụ và nhân sinh Quán không là chân tướng Không Chẳng dễ hiểu cho lắm Vì sao? Không chẳng phải là vô Lũ bình vàng chúng ta hệ nói đến không Bèn nghĩ không là vô Thứ gì cũng chẳng có Bèn gọi là không Đấy là sai lầm Phật Pháp nói không thì nó là có Giống như này chúng ta nhìn vào màn hình TV Trong ấy có sắc tướng hiện ra Nhưng quý vị chẳng nắm bắt sắc tướng ấy được Vì thế bản thể của nó chính là không Kinh Bát Nhã đã tổng kết Vô sở hữu Tất cánh không Bất khả đắc Đối với kẻ sơ học như chúng ta Tốt nhất là học chính chữ này từ TV Đối trước TV Quý vị thường dùng ba câu ấy để nhắc nhở Hết thảy các pháp chẳng có sở hữu Rốt ráo là không Chẳng thể được xem hàng ngày hàng ngày luôn nhắc nhở tôi nghĩ dăm ba năm quý vị sẽ hoát nhiên đại ngộ sau khi đã ngộ xâm la vạn tượng trước mắt chúng ta chẳng khác những hình ảnh trong tivi do vậy trong chứng đạo ca ngài vĩnh gia đã nói rất hay mộng lý minh minh hữu lục thú giác hậu không không vô đại thiên Mộng là gì? Mê Khi đã mê thì dường như là thật sự có Sau khi giác ngộ nó là huyễn hữu Nó là diệu hữu Chẳng phải là thật sự có Hữu chẳng trở ngại không Không chẳng ngăn ngại hữu Hữu là không, không là hữu Tâm Kinh nói sắc chẳng khác không Không chẳng khác sắc Sắc chính là không, không chính là sắc Sắc và không là một, không hai Quý vị thật sự hiểu rõ điều này không và hữu vô ngại Vì thế bác nhã quán không Âu hòa chi môn thiệp hữu Thiệp hữu vị thị mê hư Hư là gì? Hư là hư vọng Phạm những gì có hình tướng đều là hư vọng Dính liếu đến hữu mà chẳng mê biết nó là hư vọng biết nó là hư vọng quý vị đối với hết thảy hữu hết thảy các hiện tượng sẽ chẳng chấp trước chẳng phân biệt đương nhiên lạc càng chẳng thể chiếm hữu nó nếu quý vị mong đạt được nó chiếm hữu nó tức là quý vị chẳng biết bản thể của nó là không trọn chẳng thể được Từ Bồ Tát A-la-hán trở lên sẽ có năng lực ấy lăn lộn trong hữu mà chẳng mê Biết thật tướng của các Pháp là chuyện như thế nào Hòa quan đồng trần cùng hết thể chúng sanh khi tôi giảng kinh thường nói quyết định chẳng dấy lên một ý niệm chẳng thể có ý niệm chiếm hữu bọn phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm luôn mong chiếm lấy làm của mình, điều ấy sai mất rồi. thân của chính mình cũng là hư vọng, cũng là chẳng thể được. vì lẽ đó, chẳng với lên ý niệm ấy, sẽ chẳng chiếm hữu. Chẳng mê mất tự tánh Biết là do tâm hiện thức biến Quyết định chẳng có ý niệm khống chế Chúng ta có khống chế, có chiếm hữu, sai mất rồi Đó là phàm phu Đối với chân tướng sự thật, chẳng biết một chút gì Qua lại cùng hết thảy người hết thảy sự hết thảy vật thảy đều chẳng có ý niệm chiếm hữu phải hiểu điều này chẳng có ý niệm khống chế đây chính là chính mình đang thật sự tu hành thật sự đang học điều gì buồn xuống thấy người khác làm sai bèn khuyên nhổ dùng phương tiện thiện xảo để khuyên dụ họ cải tà quỳ chánh thấy họ làm đúng bèn dùng phương tiện thiện xảo để khích lệ họ bất luận là khích lệ hay khuyên dụ đều chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước Sẽ là hoàn toàn đúng Chẳng khác gì chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian Để gọi là thật sự học Là học xứ của Bồ Tát Trong cuộc sống hàng ngày Đối với sự đối với người Đối với vật Phải biết dùng khởi tâm động niệm Làm cảnh giới hồng rèn luyện chính mình 141 nguyện ấy ở đây nhằm dạy chúng ta Trong cảnh giới, trong hoàn cảnh nhân sự, trong hoàn cảnh vật chất Thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên Rèn luyện như thế nào Mai sạch tập khí phiền não của chính mình Trí huệ sẽ hiện tiền Sẽ giống như Bồ Tát đã nói trong Kinh Phương tiện thiện xảo Dính liếu sự mà chẳng nhiễm trần lụy Dính liếu hữu mà chẳng mê không Hư là không Chẳng mê Thường xử hữu nhi bất nhiễm Vô yếm hữu nhi quán hồng Cố quán không nhi bất chứng Nếu quán không mà mong chứng Sẽ xuất hiện phiền phức Sẽ biến thành tiểu thừa Trong giáo Pháp Đại Thừa Đức Thế Tôn thường nói là Đọa vô vi khanh Hàng tiểu thừa công phu Chẳng đến nơi đến chốn dính liếu hữu sẽ khó lắm nhất là chúng sanh trong diêm phù đề ương ngạnh khó hóa độ quý vị đối với họ bằng một niềm chân thành một niềm từ bi họ ngược ngạo đối xử với quý vị bằng ác ý quý vị có thể chịu đựng được hay không chịu không nổi thôi đi hai người đó chẳng có lương tâm chẳng biết tốt xấu quên đi mặc kệ họ Đấy là quan niệm của tiểu thừa Người đại thừa chẳng có quan niệm như vậy Người đại thừa không khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước Bất luận quý vị dùng thái độ gì đối xử với tôi Hủy bán cũng thế Lăng nhục cũng thế hãm hại cũng thế tôi luôn như như bất động thấy quý vị có khổ nạn vẫn giúp đỡ quý vị quý vị có thể tiếp nhận bèn giúp đỡ hiển nhiên giúp đỡ quý vị công khai quý vị chẳng thể tiếp nhận bèn ngấm ngầm góp sức âm thầm chăm sóc quý vị âm thầm chúc phước cho quý vị tinh thần ấy chẳng thể nghĩ bàn vì sao thế gian chẳng có kẻ ác hết thảy chúng sanh bản tánh vốn lành sở dĩ có kẻ làm ác là vì đã mê mất tự tánh Người giác ngộ Chỉ nên trách móc họ Hãy trách họ Quý vị đã sai mất rồi Có sao quý vị lại dấy lên phân biệt chấp trước Người giác ngộ Chỉ có phương tiện thiện xảo giúp họ quay đầu Đời này họ chẳng tiếp nhận Là do duyên không đủ chúng ta trở nên đoàn duyên với họ niệm niệm luôn giúp đỡ họ chúng ta tụng kinh tu trì tu tập tích lũy các công đức đều hồi hướng chúc phước cho họ đấy là mối quan hệ vĩnh viễn chẳng dứt đời này mê hoặc đời sau có thể giác ngộ quay đầu đời sau chẳng giác ngộ đời sau nữa sẽ giác ngộ được rồi bồ tát có lòng kiên nhẫn dẫu cho vô lượng kiếp sau mới quay đầu đều bằng lòng chờ đợi tinh thần ấy nói theo pháp thế gian sẽ là chẳng thể nghĩ bàn ở đây thanh lương đại sư bảo cố quán không nhi bất chứng thị vi nhất niệm chi lực quyền huệ cụ hỷ nhất niệm chi lực quyền huệ cụ hỷ hảo tư lịch nhiên khả giải hảo tư nghĩa là quý vị hãy suy nghĩ kỹ càng rành mạch rõ ràng sẽ thấy những điều đã nói trọn chẳng khó hiểu do vậy niệm lực chẳng thể nghĩ bàn nhất là trong giáo pháp đại thừa đức phật thường nói hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng niệm lực chẳng thể nghĩ bàn thiện niệm thì phong thủy chẳng tốt đều biến thành tốt ác niệm thì phong thủy tốt liền biến thành xấu hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng mà tâm tưởng có sức mạnh to lớn ngần ấy vì sao chúng ta chẳng nghĩ thiện vì sao cứ nghĩ ác từ nay về sau nhất định phải hạ quyết tâm niệm niệm đều tương ứng với thiện chẳng để cho mảy may bất thiện xen tạp đấy là đệ tử phật thật sự hôm nay đã hết thời gian